Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì có diễn ra một cái sự kiện rất là hoành tráng của Mercedes khi mà họ giới thiệu một loạt sản phẩm, một kế hoạch rất là hoành tráng trong năm nay, rất nhiều sản phẩm. Và ngày hôm nay có sự xuất hiện của Maybach GLS 480. Trước khi mình chia sẻ thông tin về chiếc xe này, thì các bạn có thể quay lại phía sau để nhìn cái không gian họp báo. Đầy đủ bàn bệ lãnh đạo cao nhất của Mercedes-Benz Việt Nam. Ok, và các bạn có thể là ăn tối nhẹ cùng mình ở bên này. Đây là trong showroom, trong khuôn khổ nhà máy của Mercedes-Benz Việt Nam. Quay trở lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Maybach GLS 480 Matic. Nếu các bạn còn nhớ thì mình đã từng giới thiệu cho các bạn rất nhiều những cái sản phẩm Maybach S600 nhập ngoài về GLS 600. Thì giá nó đâu, bản đầu tiên mình nhớ nó khoảng 14 tỷ. Rồi, các cái bản sau này đâu khoảng 11 tỷ rưỡi đến 12 tỷ. Đấy, nhưng mà bây giờ với GLS 480 nhập khẩu chính hãng bởi Mercedes-Benz, giá bao tiền đố các bạn biết luôn ạ. Mình có biết một cái giá là ối giời ơi, hơi bật mí luôn cho nhanh, là 8 tỷ 399 triệu thôi, làm tròn thành 8,4 tỷ. Trong khi đấy nếu như mà so sánh với cả LX 600 thì cái bản F-Sport là 8 tỷ 350 triệu đồng. Đấy, bây giờ thì chọn lại có thêm lựa chọn nhé. Nếu như mà LX 600 mà phải chờ khoảng 2 năm thì bạn cũng có thể chuyển qua này và ngược lại. Tức là mình có càng có nhiều sự lựa chọn thì càng tốt. Vậy thì cái bản này nó có khác gì so với cái bản mà GLS 600 mình đã giới thiệu hay không thì mời các bạn quan sát. Về lưới tản nhiệt thì nó vẫn giống này, vẫn là Maybach này. Đấy, hệ thống radar này. Đấy, camera 60 này. Phần bumper này ở dưới này cũng vậy, cũng là mạ chrome hết này. Mạ chrome. Đây là chương hết Maybach. Đèn là hệ thống đèn multi beam. Rồi. Ấy da, chuẩn bị sắp ra mắt C rồi cho nên quay thật nhanh. Ok. Thì đối với cái cả GLS 480 Maybach này thì mình không hiểu là có được lựa chọn hai màu không? Tức là phần roof, phần trụ hai màu như GLS 600 không, thì cái đấy mình phải hỏi đại lý. Tuy nhiên là về phần mâm thì các bạn sẽ thấy có một cái sự khác biệt. Đấy là gì? Mâm này là mâm 22. Xe cộ mệt lắm, nhưng bạn đừng lo. Mua xe, check xe, chăm xe. Hơn cả một kênh thông tin mua bán, việc gì khó có ô tô.com.vn đồng hành. Đấy, thiết kế nó cũng khác, chắc chắn rồi, giá nó sẽ hợp lý hơn mà. 8,4 tỷ thôi, thì đương nhiên những cái option này sẽ được hạ xuống. Và mâm của GLS 600 nó là mâm 23. Nhưng mà có cái này hay này, cái này vẫn giữ này, bậc điện này các bạn này. Đó, sổ hôi cái bậc điện này thì đu thoải mái, xịn luôn, rất xịn, cửa hít. Phần viền ốp trụ bê mạ, sao nào, đoạn này tối quá mình có nhìn thấy không? À không, cái này bóng này, cái này lại mờ này. Đấy, toàn bộ là mạ chrome sáng hết, logo Maybach. Rồi, đèn full LED GLS 480, vẫn vậy thôi, phần bumper các kiểu, nhìn chung là về ngoài thì không khác nhiều. Mâm thì về bạn có thể đặt, bạn thay được. Về hàng thì cũng nhiều nguồn hàng lắm, hàng Đài Loan, hàng chính hãng các kiểu cũng có. Mà kiểu là muốn deal tone, kiểu phần roof các kiểu dán theo ấy. Bây giờ ở mình wrap cũng kinh rồi, đầy đủ các cái dòng wrap bạn có thể ấy được, có thể làm thêm được cho nó giống. Và bởi vì nó lệch tới mấy tỷ cơ mà, 8,4 tỷ, 12, úi lệch đến 3, 4 tỷ sau thì bạn đắp đồ thoải mái. Nhưng có một thứ nhá, đẹp không? Đẹp nhỉ. Này GLS 600 là máy 4.0 biturbo 580 mấy mã, mà con này là máy i6 367 mã. Mình đánh giá là tại điều kiện thị trường Việt Nam thì cái máy này nó rất là hợp lý. Bởi vì sao? Ở cái điều kiện Việt Nam mình đâu có chạy được ở tốc độ cao đâu. Cho nên cái vấn đề là bạn phải chạy được ở cái tốc độ cao thì vấn đề giải nhiệt nó mới tốt, bởi vì giải nhiệt nó hai phần, đến từ nước làm mát, từ dầu và giải nhiệt từ lồng gió nữa. Nam Cabo là hợp kim nhôm nhá. Ok, vào trong đi. Như vậy là ở ngoài thì thực sự những cái gì mà khác với GLS 600 là mình chơi được hết, đúng không? Mình nâng cấp được hết. Vào trong. Rồi, màn hình kép này 12.3 giống này.
sẽ là mặt táp lô da cũng giống rồi, da Napa thượng hạng. Và phần ốp này là phần ốp đen piano này, có họa tiết này. Để mình xem có bật được máy lên cho bác xem. Đây trong sự kiện nên các bạn thông cảm chút. Không có chìa khóa. Chìa khóa đâu? Không có. Yeah. Tiếc quá, con này nhiều công nghệ lắm. Thôi, quan sát nội thất vậy. Cái tùy chọn về cái chúng ta thường phải quan tâm đến là gì? Ở đây loa, loa Boomaster, nhưng mà theo mình được biết không phải là cái bản 26 loa mà bản này là bản 15 loa. Bởi vì cái trang bị loa nó cũng đắt tiền lắm. Ai mà chơi high-end, anh em nào chơi high-end, đồ high-end thì nó gọi là kinh khủng. Một cái dây nó vài nghìn đô, thậm chí một bộ loa 31 tỷ là bình thường. 10 tỷ, 20 tỷ cái đồ high-end nó kinh hoàng. Thế cho nên là ở đây mình chia sẻ là những cái dòng xe này này, các anh mua phút một thôi, bởi vì là sao? Nhiều của anh có sử dụng, mình đang có một cái lời mời đến nghe cái hệ thống âm thanh gì của anh ấy là 31 tỷ. Ôi dồi ôi. Thế những cái xe này các anh mua phút một nhỉ? Đây, cái này cũng vậy thôi, cũng vậy. Tức là về thiết kế này, cái phần điều khiển màn hình này, màn hình cảm ứng này trong cái MBUX2 này cũng vậy này. Đấy, phần này chỉ là để cho nó thoải mái thôi nhá. Ra lệnh voice control này, MBUX2 này, điều khiển cảm ứng này, trên vô lăng này, trackpad này, đầy đủ hết. Da không khác gì. À, cái này nó có một cái là không sử dụng E-Active Body, tức là không nhún nhảy này. Nhún nhảy để dãy khỏi cát đấy. Với cả nó sẽ êm hơn. Thì cái này dùng là hệ thống treo Ematic thôi. Số thì số 9 cấp. Quá nổi tiếng của mẹ rồi. Nhìn chung là đây, các bạn nhìn này. Vô lăng này. Đó. Da đẹp nhỉ, gỗ. Nói chung lên đến Maybach rồi. 8 tỷ 4 so với bản F-Sport là 8,350. Thế là có thêm lựa chọn. Thì bạn chọn cái nào thôi, tùy cái trường phái thôi, đúng không? Tùy sở thích. Người thích mẹt, người thích Lexus. Rồi ghế nhớ ba vị trí sưởi sấy, tất cả ghế đều có massage hết. Toàn bộ da ở cửa này thì không thể tìm thấy được một cái phần nào nó là nhựa cả luôn. Rồi bọc da hết. À, có tí cái khoang này nó là nhựa thì để đồ. Còn đâu là da. Da kịch trần luôn. Trần lại cũng da lộn này, cửa hít này. À, cái MBUX2 các bạn ạ, là các bạn có thể ngồi đây nói này, bởi vì mic thu âm nó đây này, ngồi đây nói cũng được này. Đấy. Đèn đọc sách. Ôi giời ơi, chả có cái gì. Mở được cái gì cả, bởi vì không có điện. Mất điện là mất tất. Không, mình mở ra sáng hơn. Ok, thế thì mình mời các bạn ra hàng ghế sau xem nhé. Hàng ghế sau xem nó có khác gì không nào. Hiện tại thì hàng ghế trước mình chưa thấy khác gì đâu. Ở bên trong nữa thì mình chưa hiểu cái cấu hình như thế nào. Hy vọng là xe về đại lý hoặc là có xe demo mình sẽ chạy bét nghe cho các bạn. Tôi nói thật với các bạn chứ thực sự là cái bệ bước này nó quá hành tráng. Nó hơn cả nghĩa một cái là bệ bước, hơn cả một cái tính năng mà nó là cần trang trí và tạo cái sự cái gì bệ vệ bước lên. Quá kinh khủng. Bởi vì mình không mở được cái gì cả do không có chìa khóa, thế nên mình để cái cửa này để các bạn có thể đủ cái ánh sáng để các bạn nhìn cái tablet này, ông lấy này. Cái này chỗ sạc không dây này. Sạc không dây này thì thì mình phải tháo cái cover này ra thì mới sạc được. Đấy. Ghế cũng vậy nhá. Massage này bệ đỡ đầy đủ hết này, màn hình này. Massage có thể bấm ở cửa đấy cũng được này. Đấy. Sưởi thông massage các kiểu các vị trí này, điều khiển ghế các vị trí nằm kiểu khoang thương gia như này cũng được này. Nó cũng vậy thôi, không khác gì cả GLS Maybach 600 đấy. Da màu nâu này. Ốp đen piano, họa tiết đẹp này, loa boom này. Đường chỉ may nổi này, da rất mềm mại. Ốp màng loa boom này, ốp màng loa boom này. Bùm bùm chát chát. Phần trong này chỉ có duy nhất trong cái phần khoang hốc này là nhựa thôi. Còn đâu là da. Da kịch trần. Đây. Thực ra các bạn nhìn đẳng cấp những cái chiếc xe sang này, các bạn nhìn vào phần lưng ghế, vai ghế này. Ốp nó như này mà. Này, cái gì nó cũng sang xịn mịn. Rồi. Đấy. Đúng không ạ? À, đối với cả GLS Maybach này ấy, thì mình phải xem nào. Ấy, có bàn nhá. Có bàn. Có bàn đúng không ạ? Đấy, có bàn nhá. Đấy, rồi. Phải có chứ, tôi mà GLS Maybach mà. Rồi, để xem có tủ lạnh không nào. Có tủ lạnh không? À, đây hộc đồ thôi, không phải tủ lạnh. Như vậy là thua GLS Maybach 600, không sao. Độ được hết. Giờ anh em Việt Nam giỏi, gì cũng làm được. Ra màu ghế sau vẫn vậy, massage mình nghĩ vẫn đầy đủ như vậy. Bởi vì nó đi theo các cái package rồi. Các cái gói, ví dụ exclusive rear seat,
thì tức là nó đã đầy đủ rồi. Cái kiểu trang bị như thế này là mình có thể đoán được là không thể thiếu một cái gì rồi. Để xem đây có làm mát này. Đấy, mình để ly cà phê này làm mát này. Rồi điều hòa phía sau này. Ok, cửa sổ trời là panorama hết. Cửa kính dày, vừa cách âm cách nhiệt tốt, lại có thêm cả rèm che nắng tạo sự riêng tư. Nhún nhảy không lo nhìn thấy, cũng chả phải lo cái dán cái loại phim ở phía sau tối kéo lên phát. Nhà nào biết nhà này. Ôi mà cái này hay nhỉ. Cái này nó có đây, bạn ngồi vào đây bạn tỉ này. Bây giờ mình mới để ý nhá. Cái kiểu cách thiết kế này. Ôi sao, đẳng cấp hạng thương gia. 8,4 tỷ. Mà giá GLS 600 mình cứ tính tạm tính bây giờ là thị trường nó khoảng 12 tỷ đi. Như vậy là tiết kiệm được 3 tỷ rưỡi. 3 tỷ 6 nhỉ. 3 tỷ 6 đấy cũng thơm đấy, bởi vì là cũng làm được nhiều thứ. Nhưng mà vấn đề ở đây như này này, đối với cái dòng siêu sang ấy thì thực ra mình cũng không hiểu được tính cách. Bởi vì là sao, nếu mà người ta, các anh chị mà rất thành công thì người ta nhiều tiền, nhiều khi là chỉ cần tôi đi GLS 600 thôi thì mấy tỷ nó cũng không thành vấn đề. Bởi vì như mình nói rồi, cái mình là người không có tiền, thế mình suy nghĩ theo kiểu tiết kiệm được mấy tỷ. Nhưng mà những người mà người ta hàng nghìn, hàng chục nghìn tỷ thì người ta lại không nghĩ như vậy. Đó là một trong những cái mà cũng rất là hay. Tuy nhiên, có được thêm cái sản phẩm GLS 480 Maybach này thì chúng ta sẽ có được một cái sự cạnh tranh trong cái phân khúc Lexus LX 600. Và quan điểm của mình là gì? Phải có sự cạnh tranh để tạo ra một cái giá nó tốt hơn. Bởi vì sao? Các bạn hình dung là mình mà đi mua hàng khan hiếm là mình lại phải vừa phải chờ này, vừa phải trả thêm một rổ lạc này, tức là cái độ chênh ấy, hoặc là lắp những cái phụ kiện, lại cái phụ kiện là phụ kiện lởm. Ví dụ như phụ kiện là gì? Phụ kiện giá 1 triệu thì vào toàn kê ra 5 triệu hoặc 10 triệu, mình thấy luôn. Thì như vậy là mình không thích cái kiểu như vậy. Rõ ràng là giá mình, anh em mình ở Việt Nam đã phải mua những chiếc xe có giá gọi là x mấy lần, mà trong khi đấy mình lại không được option như người ta, lại phải chịu thêm là như thế, có phải đúng không? Có bực không? Thế cho nên là mình rất mong muốn là các dòng sản phẩm sẽ có ra mắt các phân khúc cạnh tranh với mức giá cạnh tranh. Thì như vậy là sẽ rất vui. Và sự xuất hiện của GLS Maybach 480 là điều tuyệt vời. Đó, và mình hy vọng rằng các dòng phân khúc khác, các dòng phân khác cũng sẽ có như vậy. Để chúng ta có cơ hội sở hữu được những chiếc xe nó đúng giá trị. Mua xe là phải có niềm vui các bạn ạ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Lê Hùng từ Auto Daily ạ.